Kinh Đại Thừa Đại Tập Địa Tạng Tập Luân, quyển thứ bảy, phẩm thứ tư, hữu y hành tiếp theo. Lại nữa, này thiện nam tử, có các chúng sinh bẩm tánh hung bạo, là nói hung ác, thật là ngu si ngã mạn, tự cho là thông minh, không trừ bỏ sát sanh cho đến tà kiến. Đối với người được lợi dưỡng cung kính tiếng khen ở đời thì ganh ghét, thường tự tìm cầu lợi dưỡng cung kính tiếng khen ở đời, chưa từng mỏi mệt, thường khen ngợi mình, khinh chê người, không phòng ngừa, chỉ dình ba nghiệp thân, ngữ ý, thường ưa làm tất cả điều ác, ôm lòng độc ác, không có từ bi, không tàm, không quý, ưa làm não loạn người khác. Đối với các bậc phước điền, ưa so lường hơn thua. Đối với các người xuất gia, quy y trong giáo pháp của ta, tự ưa tìm tiền vết xấu của họ, vừa được chút ít hình tướng, không chịu xem xét hư thật thế nào, mà liền khinh chê, quả mắng, trách phạt. Tâm họ ương ngạnh, mê loạn, bướng bỉnh, tàn ác, thường ưa làm náo loạn các người xuất gia, không xét lỗi của mình, mà nghĩ đến việc quả trách lỗi lầm của người khác. Tuy khi được nghe tán thán công đức của Đại Thừa thì phát khởi ý chí mong cầu, nhưng tâm ưa làm các việc ác lớn, chưa từng dừng nghĩ làm mê hoặc người khác. Đối với Pháp Đại Thừa hiện tại, tự mình lắng nghe, dạy người lắng khác lắng nghe, hoặc hiện tại tự mình đọc tụng, dạy người khác đọc tụng, tự mình cống cao, lắng hiếp kẻ khác. Đối với Pháp Đại Thừa thì cung kính khen ngợi. Đối với các hạnh cảnh giới của Đại Thừa, tự mình chưa từng tu học, chưa có thể hiểu biết mà tự xưng ta là Đại Thừa, khuyên dụ người khác theo mình tu học, mưu cầu danh lợi để tự sinh sống. Ví như vị thầy giữ luật mà lại phá giới làm ác, tự mình phạm giới ưa làm việc ác, vì danh lợi nên khuyến dụ người khác xin ăn tu học tạng luật, vua nịnh lừa dối chúng sanh như vậy, làm thân người hạ tiện còn khó được, luôn mất đường thiện để đánh niết bàn nhị thừa, vốn là đắc Đại Thừa, hoàn toàn không có việc này, sẽ đọa vào đường ác, khó có thời kỳ ra khỏi. Những người có trí không nên thân gần người như vậy. Người ở giữa đại chúng mà không có tàm quý, tự xưng là Đại Thừa, như sư tử đóng, vì danh lợi nên dụ người ngu si cuồng loạn, làm cho thân gần mình cùng nhau kết bè đảng. Ví như con lừa đội lốt sư tử, liền tự cho mình là sư tử, có người trông thấy cho là sư tử thật, khi đến gần nghe tiếng kêu thì biết là lừa, họ cùng la lên, đây chẳng phải là sư tử ăn những đồ dơ bẩn, thật ra con lừa dơ xấu, rồi quả mắng đủ thứ mà bỏ đi. Ta nói hạng người này tự ưa làm 10 nghiệp đạo ác, đốt cháy tất cả hạt giống trời người, phát thanh văn đập giá thừa còn thối lui, huống là Đại Thừa mới có thể thành tựu bậc pháp khí. Người ngu si kiêu mạn tự xưng là Đại Thừa, dối gạt người khác để chưa tập lợi dưỡng. Ví như người không có chân tay bị trở ngại, chậm chạp mà muốn vào trận lớn đánh nhau, thì dù có cố gắng cũng không thể nào chiến thắng. Giả xưng là Đại Thừa cũng như vậy, tay lòng tin chân giữ giới không có trọn vẹn, tự mình không phòng giữa các nghiệp mà muốn đánh nhau với giặc phiền não, thì dù có cố gắng cũng không thể nào chiến thắng được. Ta nói những người này không giữ gìn ba nghiệp hay làm việc ác, vọng xưng là Đại Thừa, đối với ba thừa thật chẳng phải là pháp khí mà muốn phá hoại giặc phiền não kiên cố mạnh mẽ của tất cả chúng sanh, muốn hiển thị tam thánh đạo cho tất cả chúng sanh, làm cho họ được vào thành niết bàn vô ý thì hoàn toàn không thể được. Vì sao? Này thiện nam tử, vị bậc Đại Thừa tọa trì luật nghi thanh tịnh bậc nhất, tu hành thiện hành vi diệu bậc nhất, đầy đủ tàm quý kiên cố bậc nhất, thấy rõ nên rất sợ quả khổ đời sau, sẽ lìa tất cả pháp ác, thường ưa tu hành tất cả pháp thiện, tâm từ bi ban khắp tất cả hữu tình, thường làm lợi ích an lạc có giúp khắp tất cả chúng sinh vượt qua các đau khổ tai nạn sanh tử, không trông mong cho bản thân mình được an lạc mà chỉ cầu mong cho tất cả chúng sinh được an lạc, như vậy gọi là người an trụ vào Đại Thừa. Này thì nam tử, những tướng nào gọi là thanh văn thừa? Nghĩa là các chúng sanh thường siêng năng tinh tấn an trú chánh niệm, ưa định đẳng dẫn xa lìa các vua nịnh, tin hiểu biết nghiệp quả báo, không nắm trước năm món dục lạc ở đời, không bị tám pháp thế tục làm nhiễm,
tu tập việc thiện mạnh mẽ như cứu đầu đang cháy, thường quan sát kỹ các uẩn xứ giới, thường ưa an trú dòng giống thánh, ngồi đầy đủ những tướng này gọi là bậc thanh văn thừa. Những chúng sanh như vậy còn chưa thành tựu pháp khí độc giác thừa, hoặc là có thể thành tựu pháp khí đại thừa. Này thì nam tử, có những tướng nào gọi là độc giác thừa? Nghĩa là các chúng sanh đầy đủ tất cả công đức của thanh văn thừa đã nói ở trên, là phải đối với năm tổ ấn kia thường ưa an trú phép quán vô thường, tự an trú phép quán sanh diệt ở trong tất cả pháp duyên sanh, hay quán sát kỹ đều là pháp diệt, ngồi đầy đủ những tướng này gọi là độc giác thừa. Chúng sanh như vậy chẳng phải pháp khí đại thừa. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn muốn làm rõ lại nghĩa này mà nói bài tụng: Nếu bậc Xác Đế Lợi hiền thiện cho đến mẫu Đạt La hiền thiện tu tập tinh theo 10 luân trên, mau thành pháp khí thanh văn thừa, ban nghiệp thanh tịnh cầu độc giác, đầy đủ tam quý sở các uẩn, biết lỗi ưa ở nơi thanh vắng, giữ gìn các căn tâm tịch tịnh, tu tịnh lự quán pháp duyên khởi, khéo quán sát các uẩn giới xứ, đủ 10 luân hữu y hành này, vượt qua biển khổ thành pháp khí, tu kẻ nhị thừa và tam thừa, cầu cho mình thoát khỏi khổ phiền não, không độ hữu tình bỏ tập khí, người này chẳng phải khí đại thừa. Ngu si biến nhát căn thấp kém, đối pháp nhị thừa không siêng tu, luân đại thừa quyết định không đủ, nên chẳng phải khí lớn đại thừa. Ngu si cầu giải thoát riêng mình, chỉ thấp kém không hành từ bi, ưa chấp đoạn kiến hướng đường ác, sẽ bỏ chánh pháp nói phi pháp, không trì luật phỉ bán nhị thừa, tạo giới cụ túc sân đại thừa, phá pháp ta mê hoặc chúng sanh, do nhân này khó được thân người, não loạn pháp ta và hiền thánh, trách phạt người mặc ca sa đỏ, quả mắng ngang đoạt các y bác, lê mất đường trời người lâu dài. Thế nên muốn được lại thân người, không do bệnh lưỡi mà mất mạng, thường ưa đích thân gặp chư Phật, nên hoàn truyền chánh pháp ba thừa. Muốn được tối thượng trong ba thừa, pháp ba thừa nên quan sát kỹ, vui vẻ chỉ dạy khắp mọi người, quyết định thành Phật không còn nghi, phá giới tham ganh ghét kiêu mạn, khen mình che người xưng đại thừa, xa người ác đó nương kẻ trí, quyết định thành Phật độ bao cõi. Pháp khí ba thừa tùy căn cơ, tại bây giảng thuyết pháp ba thừa, tùy nguyện viên mãn không ganh tham, sẽ được thành Phật không nghi ngờ, biết uẩn xứ giới đều vắng lặng, ví như hư không không chỗ trú, thuyết pháp giáo hóa các hữu tình, sẽ được trí diệu giác vô biên, phá giới tâm ương ý điều ác, nghe công đức đại thừa thù thắng, dối xưng đại thừa về danh lợi, như lừa đội lốt gia sư tử. Nay ta bảo tất cả đại chúng, nên muốn mau được đạo thù thắng, nên tu tập tốt 10 nghiệp thiện, hộ trì pháp ta chớ phá hoại. Khi xưa ta thuyết các khế kinh, cầu đại giác nên hành đại thừa, xa lìa thanh văn độc giác thừa, vì thanh tịnh nên nói pháp này, từng cúng vô lượng câu chi Phật, dứt ác siêng tu tâm thanh tịnh, ta vì khuyên chúng sanh tinh tấn, nên nói một thừa không có hai, chúng này đầy đủ khí ba thừa, chỉ có thể trú thanh văn thừa, tâm rất lo sợ nhiều sự nghiệp, thì không thể chứng đắc bồ đề, kẻ si ưa độc giác thanh văn thì không khả năng đạt giác ngộ, có thể an trú trí thượng diệu, tùy theo sở thích thuyết ba thừa, đủ công đức tịnh ưa giải thoát, nghe nói đại thừa đọa đường ác, như bệnh có đàm bày uống sữa, bệnh không lành tăng thêm độc hại, vậy chẳng phải hạng thanh văn thừa, nghe thuyết đại thừa tâm mê loạn, liền sanh đoạn kiến đọa ác thú, thuyết pháp cần phải quán căn cơ. Phẩm thứ năm, sám hối. Lúc bấy giờ Thế Tôn nói bài tụng này rồi, ở trong chúng hội có vô lượng trăm ngàn chúng sanh từng hiểu lầm khi nghe pháp phát sanh sai lầm phải giải không, bác bỏ không có nhân quả, đoạn mất thiện căn, đọa các đường ác. Nghe Phật giảng thuyết kinh này trở lại được chánh kiến, liền rời khỏi chỗ ngồi, đảnh lễ chân Phật ở trước Đức Thế Tôn rất hổ thẹn,
chí thành sám hối, chắp tay cung kính bạch Phật. Bạch Đại Đức Thế Tôn, chúng con vốn ở trong Thanh Văn Thừa, đã từng gieo trồng thiện căn nhưng chưa thành tựu pháp khí Thanh Văn Thừa, sau lại nghe gặp nghe pháp Độc Giác Thừa thì mê muội không hiểu rõ, liền phát sanh kiến không, phế bỏ nói không có nhân quả. Do nhân duyên này, chúng con tại vô lượng nghiệp về thân miễn ý nên trải qua các đường ác. Nay chúng con ở trước Đức Thế Tôn nghe giảng thuyết kinh này, trở lại được chánh kiến nên rất hổ thẹn, phát lồ xin sám hối, không dám che giấu, nguyện được diệt trừ tất cả, từ nay trở đi vĩnh viễn không dám phạm lại và đề phòng nghiệp chướng tội lỗi sắp đến. Bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài thương xót cứu giúp làm cho tội lỗi chúng con đều được tiêu diệt và đời vị lai vĩnh viễn không dám phạm lại. Bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài thương xót cứu giúp cho chúng con có những quả khổ trong đời ác và đời sau, là chúng con nguyện quay về tọa trì trước hết tu tập hạnh Thanh Văn Thừa. Bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài thương xót dạy bảo cho chúng con. Đức Thế Tôn bảo: lành thay, lành thay, các ông biết hổ thẹn đến như vậy mà phát lồ cầu xin sám hối. Trong giáo pháp của ta có hai hạng người gọi là không phạm tội: một, người bẩm tánh trong sạch từ xưa đến nay không phạm tội; hai, người phạm tội rồi biết hổ thẹn phát lồ cầu xin sám hối. Ở trong giáo pháp của ta, hai hạng người này gọi là chủng mãnh, được thanh tịnh. Lúc đó Đức Thế Tôn tùy theo ưa thích của mỗi người mà phương tiện thuyết pháp bốn thánh đế. Nhà chúng sanh kia ở trong hội có người được nhẫn bậc hạ, có người được nhẫn bậc trung, có người được nhẫn bậc thượng, có người được pháp đệ nhất thế gian, có người được quả dự lưu, có người được quả bất lai nhất lai, có người được quả bất hoàng. Trong đó có 84.000 bí xô các lậu diệt sạch, tâm được giải thoát hoàn toàn thanh tịnh, thành bậc a la hán vui mừng lễ Phật trở về chỗ cũ. Lúc ấy trong chúng hội có 57.000 na hiểu đa chúng sanh từng hiểu lầm khi nghe pháp, phát sanh ra sai lầm về dạy không, phải bỏ không có nhân quả, diệt sạch thiện căn, khởi đến các đường ác. Nghe thuyết kinh này rồi được chánh kiến trở lại, liền rời khỏi chỗ ngồi đảnh lễ chân Phật. Ở trước Đức Thế Tôn rất hổ thẹn, chư thần cầu xin sám hối, chắp tay cung kính bạch Phật. Bạch Đại Đức Thế Tôn, chúng con vô ở trong Độc Giác Thừa, từng gieo trồng thiện căn nhưng chưa có khả năng thành tựu pháp khí Độc Giác Thừa. Sao chúng con lại gặp nghe giảng thuyết Đại Thừa, tuy có tâm ưa mến nhưng không thể hiểu rõ bởi ngu si tối tâm nghi ngờ, để phát sanh kiến không, phế bỏ không có nhân quả. Do nhân duyên này, chúng con tạo vô lượng nghiệp tội về thân miệng ý, mang nghiệp duyên này mà đọa trong các đường ác vô lượng kiếp, cho các thứ đau đớn khổ sở khó chịu nổi. Là chúng con ở trước Đức Thế Tôn nghe giảng thuyết kinh này, được chánh kiến trở lại, rất hổ thẹn phát lồ xin sám hối, không dám che giấu, nguyện diệt trừ tất cả, từ nay trở đi vĩnh viễn không dám làm lại, ngăn ngừa nghiệp chướng tội lỗi về sau. Bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài thương xót cứu giúp làm cho tội lỗi của chúng con đều được tiêu trừ và đời vị lai vĩnh viễn không dám phạm đại. Bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài thương xót có giúp nhổ sạch những quả khổ đường ác và đời sau của chúng con, là chúng con nguyện xin quay về tọa trì trước hết tu tập hạnh Độc Giác Thừa. Bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài thương xót chỉ bày cho chúng con. Đức Thế Tôn bảo: lành thay, lành thay, các ông đã hổ thẹn như vậy mà phát lồ xin sám hối. Ở trong giáo pháp của ta có hai hạng người gọi là không phạm: một, người có bản tánh trong sạch xưa nay không phạm tội; hai, người phạm rồi biết hổ thẹn phát lồ xin sám hối. Trong giáo pháp ta, hai hạng người này gọi là chủng mãnh, được thanh tịnh. Lúc ấy Đức Thế Tôn tùy theo căn cơ của mọi người mà phương tiện thuyết phát các pháp duyên khởi, làm cho tất cả chúng sanh kia tu tập duyên giác thừa, dần dần viên mãn đều được chứng đắc định tràng tướng duyên, đối với Độc Giác Thừa được bất thối chuyển, vui mừng làm lễ Phật rồi trở về chỗ cũ. Lúc bấy giờ trong chúng hội đã có 80.000 na diệu đa chúng sanh đã từng ở trong giáo pháp chư Phật vào thời quá khứ, hủy bán lời Phật dạy cho đến một bài tụng, do nhân duyên này đọa vào các đường ác, chịu các quả khổ.
Lúc mới trở lại được làm thân người bị công ngọng, lưỡi thuận bệnh hoạn tê cứng không thể nói được. Nghe giảng thuyết kinh này rồi, được chánh kiến trở lại, rời khỏi chỗ ngồi, lên lại chân Phật. Ở trước Thế Tôn rất hổ thẹn, chí thành sám hối nghiệp ác đời trước, chắp tay cung kính, chiêm ngưỡng tôn nhân Thế Tôn, như thần lực của Phật tất cả mọi người đều nói được. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn biết mà vẫn hỏi: đời trước các ông tạo nghiệp ác gì mà nay ở trong chúng đây không thể nói được? Các người kia đồng một lúc thưa Phật: trong đó có một hạng người thưa như vậy. Bạch đại Đức Thế Tôn, khi xưa chúng con ở trong giáo pháp của Đức Tỳ Bác Thi Như Lai, hoặc phải bán chánh pháp đại thừa, hoặc phải bán pháp độc giác thừa, hoặc phải bán pháp thanh văn thừa, cho đến một bài tụng cho báo chứa nghiệp ác này, nên chúng con trở lại trong sanh tử 91 kiếp, thường ở trong địa ngục súc sanh, ngạ quỷ, câm ngọng, không có lưỡi, hoàn toàn không thể nói được, nhận lấy các khổ đau đớn bức bách khó chịu nổi. Như đời này được lại thân người, nhưng còn câm ngọng, lưỡi thường bị bệnh tật tê cứng, nhờ thân lực của Phật mới có thể nói được, mới có thể nhớ nghĩ được duyên nguyên nhân các báo chướng nghiệp ác đời quá khứ của mình. Lại có một hạng chúng sanh thôi như vậy. Bạch đại Đức Thế Tôn, khi xưa chúng con ở trong giáo pháp của Đức Thi Khí Như Lai, hoặc phải bán chánh pháp đại thừa, đều tùy theo bản duyên nói rộng ở như ở trước. Là có một hạng chúng sanh thôi như vậy. Bạch đại Đức Thế Tôn, khi xưa chúng con ở trong giáo pháp của Tỳ Nhiếp Phù Như Lai, hoặc phải bán chánh pháp đại thừa, đều tùy theo bản duyên nói rộng như ở trước. Lại có một hạng chúng sinh thưa như vậy. Bạch đại Đức Thế Tôn, khi xưa chúng con ở trong giáo pháp của Yết Lạc Ca Tôn Đà Như Lai, hoặc phi bán chánh pháp đại thừa, đều tùy theo bản duyên nói rộng như ở trước. Lại có một hạng chúng sinh thưa như vậy. Bạch đại Đức Thế Tôn, khi xưa chúng con ở trong giáo pháp của Yết Lạc Ca Mâu Ni Như Lai, hoặc phi bán chánh pháp đại thừa, đều tùy theo bản duyên nói rộng như ở trước. Lại có một hạng chúng sinh thưa như vậy. Bạch đại Đức Thế Tôn, khi xưa chúng con ở trong giáo pháp của Ca Diếp Như Lai, hoặc phỉ bán chánh pháp đại thừa, hoặc phỉ bán pháp độc giác thừa, hoặc phỉ bán pháp thanh văn thừa, cho đến một bài tụng cho báo nghiệp chướng nghiệp ác này, chúng con từ trước đến nay trôi lăn trong sanh tử, thường ở địa ngục súc sanh ngạ quỷ, câm ngọng không lưỡi, hoàn toàn không thể nói được, nhờ lấy các khổ đau đớn bức bách khó chịu nổi. Đời này chúng con mới trở lại thân người, mà còn bị công ngọng, lưỡi thường, bệnh tật tê cứng, nhờ thần lực của Phật mới có thể nói được, để có thể nghĩ nhớ nguyên nhân các báo chướng nghiệp ác đời quá khứ của mình. Hôm nay chúng con được ở trước Đức Thế Tôn, nghe giảng thuyết kinh này thì được chánh kiến, rất hổ thẹn, phát lồ, sân sám hối, không dám che giấu, nguyện được diệt trừ tất cả, từ nay trở đi, vĩnh viễn không dám phạm lại, ngăn ngừa những tội lỗi về sau. Bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài thương xót cứu giúp, làm cho tội lỗi của chúng con đều được tiêu diệt, và đời vị lai, vĩnh viễn không dám tái phạm. Bạch Đại Đức Thế Tôn, xin Ngài thương xót, cứu giúp nhổ sạch những quả khổ trong đường ác, vào đời vị lai của chúng con. Bạch Đại Đức Thế Tôn, xin Ngài thương xót giảng thuyết chánh pháp cho chúng con. Đức Thế Tôn bảo: lành thay, lành thay. Các ông đã biết hổ thẹn phát lồ xin sám hối như vậy. Ở trong chánh pháp ta có hai hạng người gọi là không phạm tội. Một, hạng người xưa nay bẩm tánh trong sạch, không phạm tội. Hai, người phạm rồi biết hổ thẹn phát lồ xin sám hối. Ở trong pháp ta, hai hạng người này gọi là mạnh mẽ được thanh tịnh. Lúc ấy tùy theo sự ưa thích của mỗi người, Đức Thế Tôn dùng nhiều phương tiện giảng thuyết chánh pháp. Mỗi người tùy theo sở thích đều được lợi ích, vui mừng lễ Phật trở về chỗ cũ. Lúc bấy giờ, trong chúng hội có vô lượng trăm ngàn thanh văn và vô lượng trăm ngàn na diễu đa bồ tát nghe Phật giảng thuyết kinh này, liền nghĩ nhớ các báo chướng nghiệp ác đã tạo khi xưa, liền rời khỏi chỗ ngồi đảnh lễ chân Phật. Ở trước Đức Thế Tôn rất hổ thẹn, chí thành sám hối, chắp tay cung kính thưa: Bạch đại Đức Thế Tôn, chúng con nghĩ nhớ khi xưa đã từng ở trong giáo pháp của vô lượng chư Phật,
hoặc nói lời chúng con đối với các đệ tử của chư Phật kia, hoặc là pháp khí hoặc chẳng phải pháp khí, gây nhiều hành động sân giận, quả mắng, quỷ nhục, chê trách, khinh khi và phỉ báng đủ cách, che giấu điều thiện, phơi bày điều ác của người. Do nhân duyên báo chướng nghiệp ác này, chúng con trải qua vô lượng kiếp, đọa vào các đường ác, chịu các khổ lớn bức bách khó nhẫn. Sau đó được gặp vô lượng chư Phật, chúng con đều đã từng thân cận phụng sự cúng dường, lại được gặp vô lượng chúng đại Bồ Tát, chúng con cũng đều thân cận phụng sự cúng dường. Ở trước mỗi đức Phật, mỗi vị đại Bồ Tát, chúng con đều rất hổ thẹn, phát lùa sinh sám hối các nghiệp chướng nghiệp ác. Ở chỗ các đức Phật, các vị đại Bồ Tát, chúng con đều được lắng nghe lãnh thọ vô lượng pháp môn, siêng năng hộ trì tu học vô lượng hạnh khổ có làm. Do nghiệp chướng kia chưa hết còn dư lại, làm cho chúng con chưa có thể chứng đắc niết bàn an vui, chưa thể chứng đắc công đức thù thắng của môn Tam Ma Địa. Hôm nay chúng con ở trước Đức Thế Tôn nghe giảng thuyết kinh này, liền rất hổ thẹn, phát lộ sân sám hối, không dám che giấu, nguyện xin diệt trừ tất cả, từ nay trở đi vĩnh viễn không dám làm lại và ngăn ngừa tội chướng về sau của chúng con. Bạch Đại Đức Thế Tôn, xin Ngài thương xót cứu giúp, làm cho tội lỗi của chúng con được diệt trừ, đời sau không phạm lại nữa. Bạch Đại Đức Thế Tôn, xin Ngài thương xót cứu giúp, nhổ sạch khổ báo trong đời ác và đời vị lai của chúng con. Hôm nay chúng con nương nhờ thần lực của Phật, nguyện theo sở thích mà mau chứng đắc niết bàn an lạc và có thể chứng đắc công đức thù thắng môn Tam Ma Địa. Là có hạng người thương như vậy, chúng con đối với đệ tử của chư Phật kia, hoặc là pháp khí hoặc chẳng phải pháp khí, dùng lời thô ác lấn hiếp bức bách họ. Do chướng nghiệp ác này, chúng con trải qua vô lượng kiếp đọa vào các đường ác. Nên biết theo thưa lớp như nói rộng ở trước, là có hạng người nói, chúng con đối với đệ tử của chư Phật kia, hoặc là pháp khí hoặc chẳng phải pháp khí, đánh đập làm tổn thương cho nghiệp do ác nghiệp chướng này, trải qua vô lượng kiếp chúng con đọa vào các đường ác. Nên biết thưa lớp nói rộng như trước, là có hạng người nói, chúng con đối với đệ tử của chư Phật kia, hoặc là pháp khí hoặc chẳng phải pháp khí, đoạt lấy y bát của người do ác nghiệp chướng này, chúng con trải qua vô lượng kiếp đọa vào các đường ác. Nên biết thưa lớp nói rộng như trước, lại có hạng người nói, chúng con đối với đệ tử của chư Phật kia, hoặc là pháp khí hoặc chẳng phải pháp khí, chiếm lấy các vật dụng không cho ăn uống do chướng nghiệp ác này, chúng con trải qua vô lượng kiếp đọa vào các đường ác. Nên biết thứ lớp nói rộng như trước, là có hạng người nói, chúng con đối với đệ tử xuất gia của vô lượng chư Phật kia, hoặc là pháp khí hoặc chẳng phải pháp khí, bắt lục áo ca sa trở về thế tục, đóng thuế đi quân dịch, do chướng ác nghiệp này, chúng con trải qua vô lượng kiếp đọa vào các đường ác. Nên biết thứ lớp nói rộng như trước, lại có hạng người nói, chúng con đối với đệ tử xuất gia của vô lượng chư Phật kia, hoặc là pháp khí hoặc chẳng phải pháp khí, hoặc phạm tội hoặc không phạm tội, trói buộc không cùng, giam nhốt trong lao ngục, do chướng nghiệp ác này nên chúng con trải qua vô lượng kiếp đọa vào các đường ác. Nên biết thứ lớp nói rộng như trước, lại có hạng người nói, chúng con đối với đệ tử xuất gia của vô lượng chư Phật kia, hoặc là pháp khí hoặc chẳng phải pháp khí, khinh mạng làm não loạn nhiều cách, làm cho họ không ăn vui, do chúng ác nghiệp này nên chúng con trải qua vô lượng kiếp, tạo lấy các khổ lớn bức bách khó chịu nổi. Sau đó gặp vô lượng chư Phật, đều đã từng thân cận phụng sự cúng dường, lại gặp được vô lượng chúng đại Bồ Tát cũng đều thân cận phụng sự cúng dường. Đối trước mỗi Đức Phật, mỗi vị Đại Bồ Tát đều rất hổ thẹn, phát lộ sinh sám hối các chướng nghiệp ác. Ở chỗ các Đức Phật, các vị Đại Bồ Tát đều được lắng nghe, lãnh thọ vô lượng pháp môn siêng năng hộ trì, tu học vô lượng hạnh khổ khó làm. Do nghiệp chướng kia chưa hết còn sót lại nên làm cho chúng con chưa thể chứng đắc niết bàn an vui và chưa thể chứng đắc công đức thù thắng môn Tam Ma Địa. Là chúng con ở trước Đức Thế Tôn nghe giảng thuyết kinh này lại rất hổ thẹn, phát lộ sinh sám hối, không dám che giấu,
Nguyện xin diệt trừ tất cả, từ nay trở đi, bệnh viện không dám làm lại, ngăn ngừa tội trước về sau. Bạch Đại Đức Thế Tôn, xin Ngài thương xót cứu giúp làm cho tội lỗi của chúng con đều được tiêu diệt, và đời vị lai vĩnh viễn không dám phạm lại. Bạch Đại Đức Thế Tôn, xin Ngài thương xót cứu giúp nhổ sạch quả báo được ác, và đời vị lai của chúng con, là chúng con nương nhờ thần lực của Phật, tùy theo sở nguyện ưa thích màu cho đất Niết Bàn an vui, và có thể cho đất công đức thù thắng của môn Tam Địa. Lúc ấy Đức Thế Tôn bảo khắp chúng Bồ Tát Thanh Văn: lành thay, các ông đã hổ thẹn mà phát lộ cầu xin sám hối. Như vậy, có hai hạng người gọi là không phạm. Một, hạng người từ xưa đến nay bẩm tánh trong sạch không phạm lỗi. Hai, hạng người phạm tội rồi, biết hổ thẹn phát lộ xin sám hối. Ở trong giáo pháp của ta, hai hạng người này gọi là mạnh mẽ, được thanh tịnh. Lại nữa này thì nam tử, tội làm não loạn đệ tử của Phật như vậy, so sánh với tội gần tội vô gián đã nói ở trước, thì tội kia chỉ có tên nhưng chưa đủ để có tội, song tội làm não loạn đệ tử của Phật còn hơn tội ngũ vô gián nói ở trước vô lượng lần. Vì sao? Vì nếu các bí xô phá giới cấm, làm các pháp ác, còn có thể chỉ bày dẫn dắt dẫn cho vô lượng trong ngàn câu chi na diệu đa chúng sanh không đi con đường điên đảo mà hướng đến niết bàn an vui, làm chỗ cất chứa công đức trân bảo lớn cho chúng sanh, nói rộng như trước, huống là người hành trì giới cấm tu tập thiện pháp. Vì nghĩa này, nếu có người nào làm náo loạn các chúng đệ tử xuất gia của Phật thì nên biết đó là đoạn diệt hạt giống tam bảo, cũng gọi là phá hoại con mắt pháp của tất cả chúng sanh, cũng là hủy diệt chánh pháp mà ta đã siêng năng chịu khổ lâu dài mới được, làm điều tổn hại lớn cho các chúng sanh. Vì thế tội làm não loạn đệ tử của Phật hơn tội ngũ vô gián đã nói ở trước gấp vô lượng lần. Thế nên hôm nay các ông ở trước ta chỉ thành phát tâm tàm quý tăng thượng, dốc lòng khẩn thiết phát lồ cầu xin sám hối các chướng nghiệp ác đã tạo đời trước. Này ta thương xót tiếp độ các ông, làm cho chướng nghiệp ác của các ông lần lần được tiêu diệt. Ở cõi Phật này, trong đại hiền kiếp, có ngàn đức Như Lai xuất hiện ở đời. Đối trước các đức Như Lai kia, các ông cũng phải chí thành phát lồ cầu xin sám hối các chướng nghiệp ác và ngăn ngừa các tội lỗi về sau. Ngàn đức Như Lai trong hiền kiếp này, đức Như Lai sau cùng tên là Lôi Chí Như Lai, đủ 10 danh hiệu: Như Lai Ấn Cúng Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Viên Mãn, Thiền Thệ Thế Gian Giải, Vô Thượng Trường Phu, Điều Ngự Sĩ Thế Nhân Sơn, Phật Bạc Gia Phạm. Các ông ở trước Phật Lôi Chí kia cũng phải chí thành phát lộ sẽ sớm có các nghiệp chướng ác mới được diệt sạch, không còn sót lại. Lúc ấy các chúng thanh phàm và Bồ Tát đều thưa Phật: Bạch Đại Đức Thế Tôn, chúng con xét đoán vào thời Phật Lô Chí sau cùng mới được chánh kiến, xa lìa các tà kiến, diệt sạch các ác nghiệp chướng không còn xuất lại, giải thoát tất cả khổ não. Nếu để cho chúng con vào thời đại hiền kiếp, thường ở trong đại địa ngục vô gián, thường chịu các thứ đau khổ bức bách, thì chúng con cũng có thể nhẫn chịu. Đức Thế Tôn bảo: lành thay, các ông có khả năng mạnh mẽ đến vậy, do sức thệ nguyện tinh tấn kiên cố của mình, các ông quyết định ở trước Phật Lôi Chí kia, các chướng nghiệp ác tích tập đời trước đều được diệt trừ, nhất định phát sanh lòng tin kính tăng thượng, thân cận cúng dường Lôi Chí Như Lai, quyết định vĩnh viễn diệt trừ tất cả phiền não, thành A-la-hán, hoặc nhất định trên đất công đức thù thắng của môn Tam Ma Địa. Khi ấy các chúng thanh văn và Bồ Tát vui mừng lễ Phật, trở về chỗ cũ. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo Bồ Tát Kim Cang Tạng: Này thì nam tử, ta dùng Phật nhãn quán sát khắp thế gian, tới cõi Phật này và đời vị lai, có vô lượng vô số trăm ngàn cu chi na diệu đa, sát đế lợi chiên trà la, bà la môn chiên trà la, tạo quan chiên trà la, cư sĩ chiên trà la, trưởng giả chiên trà la, sa môn chiên trà la, phiệt xá chiên trà la, mậu đạt la chiên trà la, hoặc người nam,
Hoặc người nữ gieo trồng chút ít thiện căn tuy được làm người, mà theo bản ác phát sinh các tà kiến, làm các điều ác phá hoại chánh pháp thâm sâu vô thượng của ta. Đối với giáo pháp ta giảng thuyết, không làm hân thịnh mà còn diệt đi sự hân thịnh, không tin kính ưa thích, hoặc đối với chánh pháp tương ưng với thanh văn thừa, do ta thuyết ra thì phỉ báng khinh chê, làm chướng ngại ngăn che, không cho lưu truyền rộng rãi. Hoặc đối với lời giảng thuyết chánh pháp của ta tương ưng với độc giác thừa, thì phỉ báng khinh chê, làm chướng ngại ngăn che, không cho lưu truyền rộng rãi. Hoặc đối với lời giảng thuyết chánh pháp của ta tương ưng với vô thượng thừa, thì phỉ báng khinh chê, làm chướng ngại ngăn che, không cho lưu truyền rộng rãi. Và đối với các người xuất gia quy y ta, hoặc là bậc pháp khí, hoặc chẳng phải pháp khí, thì gây nhiều hành động sân giận và mắng vị nhục, giở trách khinh khi, phỉ báng đủ cách, che giấu điều thiện, hiển bày việc ác của người, nói rộng ra cho đến khinh mạng, làm xúc não đủ cách. Các người này chẳng phải là pháp khí bậc tánh, thật là ngu si mà ngã mạng tự cho là thông minh. Từ đây sau khi qua đời đọa vào các đường ác, chịu vô lượng các khổ dữ dội tột độ khó chịu nổi, đã qua vô lượng trăm ngàn cu chi na diễu đa kiếp, khó được trở lại thân người, nói rộng như ở trước. Này thì nam tử, các chúng sanh như vậy là ở trong đại địa ngục vô gián chịu các khổ lớn, chứ không thọ lấy thân người hèn mọn cống cao kiêu mạn theo bạn bè sâu ác mà tạo các nghiệp ác bất thiện này, rồi trôi lăn trong sanh tử, khó có thể cứu vớt được, thường ở trong sanh tử chịu các đau khổ. Lúc bấy giờ trong hội có vô lượng vô số hữu tình, có trí tuệ lớn rời khỏi chỗ ngồi, đành là chân Phật chắp tay hướng đến Phật, rơi lệ khóc mà bạch Phật: Bạch Đại Đức Thế Tôn, con quan sát chúng sanh ở thế gian này, tuy được thân người khó được, nhưng xa lìa chánh tính, xa lìa chánh nguyện, xa lìa chánh ý lạc, xa lìa chánh kiến, xa lìa bạn tốt, xa lìa thời gian tốt, xa lìa chỗ ở tốt, xa lìa tịnh giới, xa lìa chánh định, xa lìa chánh tuệ. Các chúng sanh như vậy tuy được thân người khó được, nhưng do lực ngu si kiêu mạn nên tạo các tội nặng như nói ở trước, phỉ báng chánh pháp của Đức Thế Tôn giảng thuyết, làm xúc não đệ tử xuất gia của Đức Thế Tôn. Hôm nay chúng con đối trước Thế Tôn chí thành phát thệ nguyện chân chánh: Chúng con từ hôm nay trôi lăn trong sanh tử cho đến đời vị lai, lúc chưa được giải thoát, thường nguyện không gặp chuyện ác này, quyết định không tạo tội trọng như vậy, hoàn toàn không phỉ báng chánh pháp của chư Phật, cũng không làm xúc não các người xuất gia, quyết không khoét con mắt pháp của chúng sanh, cũng không đoạn diệt dòng giám tam bảo. Nguyện xin Đức Thế Tôn thương xót chấn giám lời thề nguyện này của chúng con. Khi ấy trong chúng hội đã có vô lượng trăm ngàn cu chi na diệu đa hữu tình thông minh, có trí tuệ được khỏi chỗ ngồi, nên là chân Phật chấp tay cung kính thưa Phật: Bạch Đại Đức Thế Tôn, nay chúng con đối trước Đức Thế Tôn chí thành phát thệ nguyện chân chánh: Chúng con từ hôm nay trôi lăn trong sanh tử cho đến đời vị lai, lúc chưa được pháp nhẫn, trong khoảng thời gian đó nguyện thường không ở các ngôi vị đế vương, nguyện thường không ở các địa vị tả quan, nguyện thường không ở các địa vị quốc sư, nguyện thường không làm trưởng nơi thành ấp xóm làng đồn bót canh gác, nguyện thường không làm các địa vị quân tướng, nguyện thường không làm các địa vị thương buôn, nguyện thường không làm chủ nơi miếu am thờ tự, nguyện thường không làm chủ địa vị trưởng giả cư sĩ sa môn, nguyện thường không ở các địa vị số trưởng, nguyện thường không ở các địa vị gia trưởng, nguyện thường không là địa vị sự đoán các vị, cho đến đời vị lai lúc chưa được pháp nhẫn, nguyện thường không ở cho đến tất cả các ngôi vị tôn quý. Nếu chúng con ở các địa vị này thì đối với Phật pháp gọi là nhân duyên ác, tại các tội trọng phỉ báng chánh pháp của chư Phật giảng thuyết, làm xúc não đệ tử xuất gia của chư Phật, ắt phải làm hư hoại con mắt pháp của chúng sanh, cố làm tiêu diệt dòng giống tam bảo, cố làm não hại vô lượng hữu tình, do đây quyết định sẽ đọa vào địa ngục vô gián, lưu chuyển trong đường ác, khó có thời kỳ ra khỏi.
Bạch Đại Đức Thế Tôn, xin Ngài thương xót chứng giám cho lời phát nguyện như vậy của chúng con. Lúc bấy giờ tất cả đại chúng đến dự hội như trời đồng, dược xoa, kiện đạp Phật, nhân, phi nhân, phân vân, đều rời khỏi chỗ ngồi, lên lễ chân Phật, kêu gào, khóc lóc thảm thiết, chắp tay cung kính bạch Phật. Bạch Đại Đức Thế Tôn, từ vô thủy đến nay, chúng con đều đang trong sanh tử, ngu si kiêu mạn tạo các nghiệp ác, hoặc tạo nghiệp ác về thân, hoặc tạo nghiệp ác về lời nói, hoặc tạo nghiệp ác về ý, hoặc tự mình làm, hoặc dạy người làm, thấy nghe đều vui tao. Các tội ác như vậy, ngày nay chúng con ở trước Phật, rất tàm quý, phát lộ cầu xin sám hối, không dám che giấu. Nguyện xin diệt trừ tất cả, từ nay trở đi, vĩnh viễn không dám phạm lại, người những tội lỗi phía sau. Nói như vậy đến lần thứ hai, lần thứ ba. Chúng con chí thành phát thệ nguyện chân chánh, từ nay cho đến sanh tử đời vị lai, trong khoảng thời gian đó, thường nguyện không gặp các bạn ác, cũng nguyện không gặp các nhân duyên xấu ác. Giả sử có gặp thì nguyện không thuận theo, quyết định không tạo các nghiệp tội ác đã nói ở trước, cho để chúng con chịu lấy khổ lâu dài. Bạch Đại Đức Thế Tôn, xin Ngài thương xót chứng giám cho lời phát nguyện như vậy của chúng con. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn bảo tất cả đại chúng đến trong hội, lành thay, các ông đã thấy rõ khổ đời sau, lo sợ phát lộ sám hối. Nay các ông muốn vượt qua dòng sanh tử rộng lớn, muốn vào thành Niết Bàn vô úy mà phát nguyện như vậy. Này các thiện nam tử, có 10 pháp có thể làm cho Đại Bồ Tát được pháp nhẫn chánh lộ vô tội, thế nào là 10? Này các thiện nam tử, nếu các Đại Bồ Tát nào không nắm trước nội thân, không nắm trước ngoại thân, không nắm trước nội ngoại thân, không nắm trước thân quá khứ, không nắm trước thân vị lai, không nắm trước thân hiện tại, đó là pháp thứ nhất có thể làm cho Đại Bồ Tát được pháp nhận chánh lộ vô tội. Lại nữa, này các thiện nam tử, các Đại Bồ Tát nào không nắm trước nội thọ, không nắm trước ngoại thọ, không nắm trước nội ngoại thọ, không nắm trước thọ quá khứ, không nắm trước thọ hiện tại, không nắm trước thọ vị lai, đó là pháp thứ hai có thể làm cho Đại Bồ Tát được pháp nhận chánh lộ vô tội. Lại nữa, này các thiện nam tử, các Đại Bồ Tát nào không nắm trước nội tưởng, không nắm trước ngoại tưởng, không nắm trước nội ngoại tưởng, không nắm trước tưởng quá khứ, không nắm trước tưởng vị lai, không nắm trước tưởng hiện tại, đó gọi là pháp thứ ba có thể làm cho Đại Bồ Tát được pháp nhẫn chánh lộ vô tội. Lại nữa, này các thiện nam tử, các Đại Bồ Tát nào không nắm trước nội hành, không nắm trước ngoại hành, không nắm trước nội ngoại hành, không nắm trước hành quá khứ, không nắm trước hành vị lai, không nắm trước hành hiện tại, đó gọi là pháp thứ tư có thể làm cho Đại Bồ Tát được pháp nhận chánh lộ vô tội. Lại nữa, này các thiện nam tử, các Đại Bồ Tát nào không nắm trước nội thức, không nắm trước ngoại thức, không nắm trước nội ngoại thức, không nắm trước thức quá khứ, không nắm trước thức vị lai, không nắm trước thức hiện tại, đó gọi là pháp thứ năm có thể làm cho Đại Bồ Tát được pháp nhận chánh lộ vô tội. Lại nữa, này các thiện nam tử, các Đại Bồ Tát nào không nắm trước đời này, đó gọi là pháp thứ sáu có thể làm cho Đại Bồ Tát được pháp nhận chánh lộ vô tội. Lần nữa, này các thiện nam tử, các Đại Bồ Tát nào có nắm trước đời khác, đó gọi là pháp thứ bảy có thể làm cho Đại Bồ Tát được pháp nhận chánh lộ vô tội. Lần nữa, này các thiện nam tử, các Đại Bồ Tát nào không nắm trước cõi dục, đó gọi là pháp thứ tám có thể làm cho Đại Bồ Tát được pháp nhận chánh lộ vô tội. Lần nữa, này các thiện nam tử, các Đại Bồ Tát nào không nắm trước cõi sắc, đó gọi là pháp thứ chín có thể làm cho Đại Bồ Tát được pháp nhẫn chánh lộ vô tội. Lại nữa, này các thiện nam tử, các Đại Bồ Tát nào không nắm trước cõi vô sắc, đó gọi là pháp thứ 10 có thể làm cho Đại Bồ Tát được pháp nhẫn chánh lộ vô tội. Này các thiện nam tử, đó gọi là 10 pháp có thể làm cho Đại Bồ Tát được pháp nhẫn chánh lộ vô tội. Khi Đức Thế Tôn giải thuyết pháp này cho đại chúng, ở trong chúng hội có 72 trăm ngàn cư dây Đại Bồ Tát đồng một lúc cho đất vô sanh pháp nhẫn. Là có 84 trăm ngàn na diệu Đại Bồ Tát cho đất tùy thuận pháp nhẫn. Là có vô lượng trăm ngàn thanh văn vĩnh viễn đoạn diệt tất cả phiền não thành bậc A-la-hán. Là có trăm ngàn na diệu đa chúng sanh trước chưa phát tâm, nay phát tâm vô thượng chánh đẳng giác. Đối trước đối với trí Như Lai an trụ không thối chuyển. Là có vô lượng vô số chúng sanh
trước chưa phát tâm nên mới phát tâm đập giác thừa. Lại có vô lượng vô số chúng sanh trước chưa phát tâm, ngày nay mới phát tâm tam văn thừa. Bây giờ Thế Tôn đã bảo đại chúng: nếu các hữu tình đã đắc pháp nhẫn thì ta cho phép được ở ngôi vô sắc đế lợi, quán đảnh thọ hưởng tài nghiệp lớn và các địa vị tôn quý khác. Các hữu tình khác thì không được. Bồ Tát Kim Cang tạng bạch Phật: bạch Thế Tôn, nếu các hữu tình chưa đắc pháp nhẫn thì chắc chắn cho phép hay không chắc chắn cho phép họ được ở ngôi vua sẽ đến lời quán đảnh thọ hưởng tạng nghiệp lớn và các địa vị tôn quý khác. Thế Tôn dạy: nếu các hữu tình chưa đắc pháp nhẫn mà có thực hành 10 nghiệp đạo thiện cùng khuyên chúng sanh thực hành thì ta cho phép họ được ở ngôi vua sẽ đến lời quán đảnh thọ hưởng tạng nghiệp lớn và các địa vị tôn quý khác. Nếu các hữu tình chưa đắc pháp nhẫn cũng không thực hành 10 nghiệp đạo thiện và khuyên chúng sanh siêng năng thực hành mà dùng thế lực mạnh để ở ngôi vua sẽ đến lợi quán đảnh thọ hưởng tài nghiệp lớn và các địa vị giàu sang tôn quý, đó gọi là vua sát đến lợi chiên trà la và các địa vị giàu sang tôn quý chiên trà la khác, ngu si kiêu mạn phá rối hủy hoại chánh pháp thâm sâu của ta, muốn dập tắt ngọn đèn chánh pháp, đoạn diệt dòng giống tam bảo, đối với chúng đệ tử xuất gia của ta thì làm não loạn đủ cách như đánh đập, tra khảo, hình phạt, đoạt y bát, cơ nghiệp, tài sản của người, bắt hoàng tục, đóng thuế, đi quân dịch hoặc trói nhốt trong lao ngục cho đến đoạn mạng sống. Đối với nghĩa lý chánh pháp vi diệu cho ta giảng thuyết thì vị bán khinh chê, chướng ngại, ngăn chê, không cho, không làm cho lưu truyền rộng rãi, cướp đoạt vật của chùa và Phật chúng tăng. Những người như vậy đều sẽ đọa vào địa ngục vô gian, cho lấy các thứ khổ dữ dội, lưu chuyển trong các đường ác, khó có thời kỳ ra khỏi. Khi ấy Bồ Tát Kim Cang Tạng lại thưa Phật: bạch Đức Thế Tôn, đối với các hữu tình chưa được pháp nhẫn, cũng không thực hành bởi nghiệp đạo thiện, và khi sống sanh siêng năng thực hành, mà dùng thế lực mạnh để ở ngôi vua sẽ đến loại quán đảnh tận hưởng tài nghiệp lớn và các địa vị giàu sang tôn quý khác, có chút ít biệt duyên nào để làm phương tiện có giúp cho người đó thoát khỏi địa ngục vô gián và các đường ác, khỏi chịu các khổ không? Đức Thế Tôn bảo: cũng có biệt duyên để làm phương tiện có giúp họ, nghĩa là có chúng sanh ở ngôi vua sẽ đến loại quán đảnh và các địa vị giàu sang tôn quý khác, tuy chưa thành tựu bằng nghiệp đạo thiện pháp nhẫn, cho có sức tin tôn kính tam bảo, đối với chánh pháp giải thoát tương ứng với tam thừa mà Phật giảng thuyết, cho đến một bài tụng hoàn toàn không phỉ báng, làm chướng ngại ngăn che, không cản trở việc làm cho lưu truyền rộng rãi. Đối với các đệ tử xuất gia của Phật, thường người trì giới hay phá giới, cho đến không có giới, chỉ cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca sa, đều không làm não loạn, đánh đập trách phạt, chiếm đoạt y bát, cơ nghiệp tài sản của người, bất hoàn tục, đóng thuế, đi quân dịch, trói nhốt trong lao ngục, cho đến đoạn dứt mạng sống, cũng không chiếm đoạt vật của chùa, tháp và vật của tăng, chúng, ngăn cản điều phục những người hung ác, không để cho họ làm não loạn các vị xuất gia, xâm đoạt tài vật tam bảo. Đối với giáo pháp giải thoát tương ứng với ba thừa cho Phật thuyết ra thì cũng kính lãnh thọ, nghe rồi thanh toán tu hành pháp tùy pháp hành. Đối với các đệ tử hiền thánh ba thừa của ta thì cung kính cúng dường, thân cận phụng sự, ở trong đại thừa lập thệ nguyện kiên cố, hoàn toàn không nghi ngờ tối lui, còn thường khuyên bảo hướng dẫn chúng sanh tinh thọ tu học pháp đại thừa. Xét đến lời chiên trà la này và các vị chiên trà la phú quý khác, chư Phật quá khứ đều cho phép ở ngôi vị đế vương và các địa vị tôn quý khác. Tuy thọ hưởng các tài nghiệp lớn của đất nước, thành ấp xóm làng, nhưng được thoát khỏi địa ngục vô gián và các đường ác khác, ta cũng cho phép ở ngôi vị đế vương và các ngôi vị tôn quý khác. Tuy được thọ hưởng tài nghiệp đất nước, thành ấp xóm làng,
nhưng cũng khỏi đọa địa ngục vô gián và các đường ác. Nếu các hữu tình muốn sám hối trừ diệt tất cả các nghiệp chướng ác không còn sót lại, thì đối với pháp môn do ta thuyết này nên chuyên cần tu học, chớ nên bỏ mất. Đại chúng ở đây nên biết tàm quý sám hối các nghiệp ác, thì tất cả nghiệp ác đã tạo trong đời trước đều được tiêu trừ, không còn sót lại. Kinh Đại Thừa Đại Tập Địa Tạng Tập Luân hết quyển thứ 7. Quyển đem công đức này hướng về khắp cả đệ tử và chúng sanh được trọn thành Phật đạo.